Bắt đầu. Xin chào 5.000 anh em nhôm kính cả nước nhé. Hôm nay HMC chúng em xin giới thiệu cho anh em một cái bản lề Massad mang thương hiệu Rolex. Giới thiệu qua về một số cái đặc tính cơ bản của cái bản lề này, cũng không khác gì cái bản lề Massad bình thường, nhưng có thêm một số cái cải tiến. Ví dụ như ốp trên cánh, bắn vít trên cánh của em là góc chia L, ôm góc vuông. Đối với sinh pha thì hai cái gân nổi này lên, các bác chỉ cần đặt lên và đẩy sát sang một vế, đẩy lên trên sát lên một vế là có thể bắn con vít vào, ôm sát vào bản lề. Đây như này đó, ba con vít bên này bắn, và ở đây quan trọng nhất một con vít này là bắn trực tiếp vào ke khung góc. Lưu ý các bác là con này nếu mà không bắn quen tay ấy thì nên sử dụng bằng một cái khoan mồi. Đấy là trên hệ của sinh pha. Tương tự vậy ở trên sản phẩm của nhôm vắt cạnh PMA, nó sẽ đặt nọt vào trong rãnh này và cũng bắn vào ke. Đấy như này, ôm sát vừa vặn. Sau đây em sẽ bắn cho các bác xem. Đấy, chỉ cần thao tác này, ép sang một vế, các bác lưu ý con này là phải khoan mồi nhé. Còn nếu như người như em ấy, thì khoan tiến một tí này, ngồi về cho coi nhé, nó vặn lên tiến một lần nữa và lên, và như vậy là ok. Với những cái cánh như này thì chỉ cần khoảng hai con vít như này là đảm bảo với anh em là không bao giờ hỏng. 100% bản này Rolex là sử dụng bằng inox 304, độ dày là rất là dày, nó tầm khoảng bao nhiêu nhỉ? 2,5 mm. Toàn bộ là sử dụng bằng nong đen đồng, bạc đồng hết. Đảm bảo những cái cửa mà to tầm rộng 900, cao 1800, ok. Tải trọng 7 đến 80 kg, hoặc có thể hơn nếu như cần. Đấy, ok. Chào anh em nhé.